Xin chào khán giả của kênh Ngọc Trời Bóng Đá. Vâng, thưa các bạn, hôm nay là buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam tại sân vận động quận 7 trong hành trình chuẩn bị và thi đấu tại giải giao hữu Cúp Tam Hùng năm nay. Và trong buổi tập cuối cùng này chắc chắn là sẽ có những cái điều rất đáng chú ý, bởi vì ngay ngày mai chúng ta sẽ bước vào trận đấu với Ấn Độ, trận đấu có thể coi là một trận đấu cân sức cân tài giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ đến từ khu vực Nam Á. Và sau đây sẽ là những hình ảnh đáng chú ý có trong video. Lúc này trời cũng đang mây đen khá xám xịt rồi. Hy vọng là buổi tập hôm nay không bị mưa. Mưa sẽ rất là vất vả cho cả cầu thủ lẫn các phóng viên. Không biết là Xuân Trường liệu có hồi phục để tập buổi ngày hôm nay hay không. Như vậy là tiếp tục không có Xuân Trường. Hôm nay mà không ra tập thì chắc là ngày mai sẽ rất là khó ra sân đây. Huấn luyện viên Băng Sơ đang ra ký hiệu yêu cầu cầu thủ nhanh chóng ra sân tập. Ngay ở những phút đầu buổi tập, chúng ta thấy là huấn luyện viên Băng Sơ đang gọi một số cầu thủ ra để bê khung thành. Chắc chắn là hôm nay sẽ có bài tập đối kháng nếu mà có cái khung thành này, hoặc là một bài tập dứt điểm nào đấy. Thường xuyên thức đêm để cập nhật những hình ảnh của UEFA Champions League hay UEFA Europa League đến cho quý khán giả ở trên page của truyền hình FPT. Là rằng là trời còn khá là nhiều mây và không biết rằng cơn mưa lúc nào sẽ xuống hay không. Live stream ở trên Facebook thì không tăng sáng gì nhỉ? Chưa nói xong hết câu. Vâng, và đúng gì với những gì mà tôi lo ngại ngay ở phần đầu video thì trời chắc là sắp mưa rồi, thậm chí là các bạn thấy là gió còn thổi nữa này. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh đúng là rất là khó chịu luôn. Sáng thì nắng, chiều thì khi thoảng có mưa. Có thấy mình là mưa. Thiệt, đứa con của Bảo, idol thấy đi. Mặt mèo mặt thỏ. Nói chung là ở trên Facebook thì chỉ có Twitter chứ không có chỉ sáng được. Lúc này thì ban huấn luyện đang tập hợp tất cả các cầu thủ của Huấn luyện Park Sơ đang nhắc Quang Hải phải đeo khẩu trang khi phỏng vấn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đang cầm cũng đã không giữ được thẳng nữa. Cao thủ vừa tập vẫn đang ngó lên trời để xem những diễn biến của thời tiết trong buổi tập ngày hôm nay. Trong buổi tập ngày hôm qua thì trời mưa rất lớn khiến cho buổi tập cao thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển cũng như tầm nhìn bị hạn chế. Tôi Park Hang Seo đang gọi Văn Lâm ra một góc riêng để có những trao đổi. Ở trận đấu đầu tiên gặp Singapore thì có thể nói Văn Lâm cũng có một trận đấu tương đối nhàn hạ khi không phải làm việc quá nhiều. Không biết là trận đấu gặp Ấn Độ thì Văn Lâm có tiếp tục bắt chính hay là Thế Bắc sẽ trao cơ hội cho Nguyên Mạnh và Văn Toản.
chiến thuật thì lúc đấy là tôi cũng không còn quay rồi, bởi vì buổi tập của tuyển Việt Nam thì chỉ diễn ra trong vòng chính xác là chỉ có 25 phút để các phóng viên được quay mà thôi. Và đó cũng những hình ảnh cuối cùng có trong video về buổi tập cuối cùng của tuyển Việt Nam tại giải Tam Hùng 2022. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo trên kênh Hậu Trường Bóng Đá.